Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện cuộc hành trình với những cung đường đẹp. Hôm nay thì chính thức chúng ta sẽ đi ra Trà Cổ các bạn ạ. Mấy hôm rồi đi ở đây mà vẫn chưa được ra Trà Cổ đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi thưởng thức trải nghiệm con đường đi Trà Cổ. Let's go. Đi thôi các bạn. Các bạn nhìn con đường đẹp không? Tuyệt vời nhỉ. Thì Trà Cổ là có những cái bãi biển tự nhiên cũng rất là đẹp, chứ nó không như là ở Hạ Long. Hạ Long là bãi biển nhân tạo, vì đặc thù của biển Hạ Long là không phải cát bồi, cho nên là chỉ có cát sói đi thôi. Cho nên tất cả các bãi biển ở Hạ Long đều là đổ cát vào đấy. Nhưng riêng Trà Cổ thì chúng ta có một bãi biển rất tự nhiên, dài và đẹp. Thế nhưng mà có lẽ là du lịch Trà Cổ không bùng phát, không bùng nổ được ấy. Là có lẽ là do cái khoảng cách địa lý nó xa quá, Đây chúng ta bắt đầu vào đến đầu của Trà Cổ đấy, bắt đầu đây là địa phận Trà Cổ đấy. Trà Cổ thì hiện tại nó là phường Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái ấy. Nhưng mà ngày xưa ấy thì nó là làng Trà Cổ. Làng Trà Cổ thì nó nằm trên một cái roi đất. Cái roi đất mà nó tách ra khỏi đất liền, cách đất liền ở bên Móng Cái một cái gọi là eo biển nhỏ mà người ta ngày xưa hay quen gọi là sông Trà Cổ đấy ạ. Nhưng đến bây giờ thì cái đấy nó được bồi đắp rồi. Nó thành cái đường đi liền mạch như bây giờ. Nếu như các bạn search trên Google Map ấy, thì trên Google Map họ vẫn thể hiện rõ cái roi đất như ngày xưa đấy ạ. Có một cái eo biển luôn. Đây là cái đường mà chúng ta rẽ trái đi ra bãi biển đấy ạ. Trà Cổ thì nó chỉ có một con đường thẳng này thôi ạ. Rất đơn giản. Và rẽ trái thì có vài con đường để chúng ta đi ra bãi biển. Đó. Thì làng Trà Cổ ngày xưa ấy là được thành lập là do dân từ Đồ Sơn đi ra đây để khai canh đánh cá. Đấy, theo như ngôi đình của Trà Cổ hiện tại ấy, thì có niên đại từ đầu thế kỷ 16 thời Hậu Lê. Cho nên là tính ra là đây chúng ta coi chợ Trà Cổ này. Đấy, chợ Trà Cổ rất là nhỏ, xinh xinh. Thì tính ra từ thế kỷ 16 có nghĩa là Trà Cổ có lịch sử là khoảng 400 năm rồi đấy. Lịch sử 400 năm đấy. Đấy, về sau thì phát triển rộng ra, xong rồi lại tách đôi thành hai phường Trà Cổ và Bình Ngọc như bây giờ. Đó là cái lịch sử của Trà Cổ. Thì Trà Cổ thì hiện tại là đấy, các bạn nhìn bên cái con đường này, lại con đường ra bãi biển đấy. Trà Cổ thì mình đi cũng từ năm 2007-2008 là lần đầu tiên mình ra Trà Cổ. Thì lúc đấy là Trà Cổ vẫn còn hoang sơ hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng so với từ ngày đấy đến bây giờ thì cái sự phát triển Trà Cổ không nhiều ạ. Không nhiều so với cái cảnh quan bây giờ, so với ngày đấy thì nó gần như là vẫn thế. Thêm một vài cái khách sạn gọi là to hơn một chút thôi. Nhưng ở Trà Cổ thì không có những cái khách sạn mà đẹp hoành tráng. Chỉ có khách sạn nó rơi vào khoảng, mình nghĩ là khoảng 1 sao trở xuống. Đó. Thì có 1-2 cái khách sạn ngày xưa hoành tráng nhất ở đây, thì vừa rồi mình đi qua thấy sau 2 năm dịch thì trông nó cũng xuống cấp, mà cũng chưa thấy có sự gọi là sửa chữa nâng cấp gì cả. Đó. Đây, cái khu này là mới xây này, khu đô thị hay khu gì đấy. Thì nếu ai muốn đi Trà Cổ, muốn ở khách sạn đẹp ấy thì phải ở trong Móng Cái nhé. Còn ra Trà Cổ thì có những khách sạn và nhà nghỉ bình dân thôi. Đấy, trong Móng Cái thì sẽ có khách sạn khoảng 3 sao trở lên. Thì từ Móng Cái ra đây nó chỉ có 10 cây, 20 phút lái xe thôi. Thì cũng mình nghĩ cũng hợp lý. Nếu ai thích ở những cái khách sạn đẹp ở trong Móng Cái thì có thể chúng ta sẽ đi chợ, đi trước mua sắm các thứ luôn, xong ra Trà Cổ chơi, tắm biển. Đó, cũng là cái hay. Thì cái có nghĩa có lẽ là cái du lịch Trà Cổ nó sẽ phải kết hợp với cái du lịch mua sắm ở Móng Cái thì nó sẽ hợp lý. Đấy.
Đây đây có một cái nhà thờ. Nhà thờ này thì cũng có lâu rồi đấy. Nhưng mà đây là họ đang sửa chữa. Sửa chữa lại. Đây đây dân họ đang làm một cái lễ gì cho nhà thờ thì phải này. Một cái lễ gì này. Đấy. Thì đây đây là chúng ta đã đi cũng gần hết Trà Cổ. Cái phần chính là vừa rồi chúng ta đi qua đấy ạ. Còn đây là phần này là phần cuối rồi. Đi sắp ra đến mũi Sa Vĩ là cực đông của Tổ quốc đấy. Mũi Sa Vĩ là km số 0 ở cực đông, cái phần mà nhọn nó nhô ra ở ngoài biển Đông và giáp với Trung Quốc đấy. Thì chính là cái mũi Sa Vĩ này đấy ạ. Đó. Cái phần này phần cuối nên cũng thưa dân rồi. Thưa dân và nhưng mà đường thì làm cũng rất đẹp để cho phục vụ cho du lịch mọi người ra đây check in của cây cột số 0 ấy. Cây mốc số 0 gọi là cực đông của Tổ quốc. Đó. Cực tây thì là ở phần Apa Chải đúng không? Apa Chải giáp Lào với Trung Quốc. Cái mũi cái cực đông à cực tây đấy thì đi đường nó vất vả hơn. Nhưng cực đông thì đi các bạn thấy đi quá dễ. Dễ tuyệt vời luôn đúng không? Đường đẹp. Hôm nay nắng đẹp. Thời tiết rất là tuyệt vời. Đó, mình sẽ đi hết cái con đường này để cho các bạn hình dung được cái con đường là ra mũi Sa Vĩ nhá. Nói chung là nếu những ai mà đi xuyên Việt ấy, thì thường là sẽ phải cố gắng check in ở mũi Sa Vĩ này một lần thì mới đảm bảo là xuyên Việt đúng là xuyên Việt đó. Thế còn nếu mà bảo đi xuyên Việt từ trong Nam ra mà chưa ra được mũi Sa Vĩ thì chưa cái chuyến xuyên Việt nó chưa gọi là trọn vẹn. Giống như là nếu chúng ta đi từ Bắc vào Nam mà nếu không đến được địa đầu không đến được mũi Cà Mau thì nó cũng chưa trọn vẹn là xuyên Việt đúng không? Mới gọi là một chuyến đi từ Bắc vào Nam thôi. Đây rồi, chúng ta bắt đầu đến địa phận của mũi Sa Vĩ đây rồi ạ. Km số 0 cực đông của Tổ quốc. Đó, cái cổng chào các bạn nhìn thấy không? Mũi Sa Vĩ địa đầu Tổ quốc này. Đó. Đây, bên tay trái phải chúng ta, bên phải chúng ta là một cái khu gọi là người ta xây lên để mọi người vào chụp ảnh check in. Đó, cái cổng mua vé đấy. Đây, còn mũi Sa Vĩ là chúng ta phải đi đến cuối con đường này. Mũi Sa Vĩ đúng của nó đấy. Còn mũi Sa Vĩ ở cái này chỉ là chỗ check in thôi, check in chụp ảnh thôi. Đó, chúng ta đến điểm cuối cùng ở cực đông nha. Hôm nay là chúng ta sẽ trải nghiệm cái cung đường như vậy. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo thì mình sẽ quay chi tiết về cái khu vực ở mũi Sa Vĩ.